Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay vị trí của em anh đứng chính là trường mầm non Hòa Bình thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Vị trí cụ thể thuộc tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông mọi người nha. Đường, xá, mọi người có thể nhìn xung quanh vị trí mà em anh sắp giới thiệu tới mọi người cái căn nhà trong video này. Thì là cái giá chào bán 1 tỷ 550 triệu đồng có tặng nội thất, thiết kế và xây dựng đều đã được đầy đủ về sổ đỏ chính chủ cũng như giấy tờ pháp lý hợp lệ. Quanh cái vị trí của cái căn nhà này thì đấy, trường mầm non, trường tiểu học chỉ cách vị trí nhà khoảng tầm 200m thôi, và chợ dân sinh rất là gần, cách 300m. Từ vị trí của căn nhà đi ra bến xe Nghĩa chỉ khoảng tầm 3,5km thôi mọi người nhá. Xin mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Mọi người ơi, đây chính là video mà em Ánh muốn quay gửi tới quý khách hàng ngày hôm nay với cái giá chào bán 1 tỷ 550 triệu đồng. Hướng nhà là hướng Tây Bắc và cái thông số nhà mặt tiền là 3m6, thiết kế và xây dựng là 4 tầng. Vị trí của cái căn nhà này nằm tại tổ 14, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Và ngày hôm nay em sẽ quay video này rất là chi tiết, rõ ràng gửi tới quý khách hàng với cái căn nhà có nội thất ở bên trong được thiết kế như thế nào, có phù hợp với lại một hộ gia đình sử dụng hay không. Vị trí của cái căn nhà thì rất là gần những cái tiện ích xung quanh, chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, rất là tiện, gần với khu đô thị Đô Nghĩa, cách bến xe Nghĩa khoảng tầm 3,5km. Hiện tại em đang đứng trước cái mặt tiền của ngôi nhà, với cái mặt tiền là đã được set up là ốp gạch 3, gạch 60, 60 vân đá rất là đẹp. Với thiết kế của ngôi nhà là cửa hai lớp, lớp ngoài thì như mọi người có thể nhìn thấy ở những cái căn ở bên cạnh này, lớp ngoài là một lớp sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm kính Việt Pháp. Thì tuy nhiên cái căn này là còn thiếu sót cái phần cửa đấy, thì sau này khi mà mọi người mua thì là chủ đầu tư sẽ lắp đặt cho mình. Đó, nhà thiết kế và xây dựng 4 tầng. Hiện tại ở cái lô em anh đang quay thì nó có tổng là 13 căn mọi người ạ. Và cái giá thì chào bán chỉ từ 1 tỷ 400 triệu đồng cho đến 1 tỷ 850 triệu đồng. Và căn ngày hôm nay em quay có nội thất giá là 1 tỷ 550 triệu đồng. Mời mọi người theo em vào vị trí phòng khách của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế nó có hợp lý hay không. Đây là phần phòng khách. Với lại cái căn nhà này theo hiện trạng thì đã hoàn thiện xong đến 100% rồi, chỉ việc dọn đồ về vào ở thôi. Với phần sơn cũng như là gạch ốp lát, về phần trần thạch cao cũng như là hệ thống điện, hệ thống nước đều đã được hoàn thiện xong hết 100% rồi. Nhà này đã có sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị căn nhà và có thương lượng mọi người nhé. Chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng. Đây chính là phần phòng khách, chủ đầu tư thiết kế một cái ô như thế này để sau này mọi người có thể treo một bức tranh hoặc là treo ảnh gia đình, rất là hợp lý. Đó. Với cái tông nhà thiết kế toàn bộ là màu trắng, rất là nổi bật, rất là sang, và cái gạch lát nền 60-60 thì vân màu vàng mọi người ạ. Ở phía phòng khách của ngôi nhà thì là có lắp đặt móc treo quạt trần rồi, rất là hợp lý. Toàn bộ hệ thống đèn led của ngôi nhà này là hệ thống chiếu sáng tiết kiệm điện. Mời mọi người theo em vào phía căn phòng bếp của ngôi nhà. Đây chính là phần phòng bếp mọi người nha. Thiết kế rất là hợp lý, với những cái hệ thống tủ bếp đã hoàn thiện xong 100%. Phụ kiện bếp cũng đã hoàn thiện xong rồi, chậu rửa bát, vòi chậu inox 304, mặt đá, mặt bếp thì là lát đá đen bình định. Đó, rất là hợp lý. Với cái phần bếp nho nhỏ xinh xinh, rất là phù hợp với cái căn nhà này. Thì mọi người chỉ một số vợ chồng trẻ mà tầm vừa tiền tài chính vừa phải thì chỉ khoảng tầm 500 đến 600 triệu đồng là đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà mơ ước này rồi mọi người nhá. Tầng 1 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh. Đây, đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi và hệ thống máy bơm nước lên trên toàn bộ ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 được thiết kế là gỗ lim mọi người nha. Mặt bậc, cổ bậc là được lát đá xanh, rất là đẹp. Đấy, mọi người có thể quan sát đứng từ phía cầu thang ngắm ra cái căn phòng khách cũng như là vào căn phòng bếp khá là rộng với cái diện tích là 30m2. Tuy nhiên thì chủ đầu tư cố gắng thiết kế hài hòa cũng như là chi tiết nhất có thể, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Bước lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà được chủ đầu tư thiết kế
rất là hợp lý nha mọi người. Bước lên trên phía cầu thang là nhà vệ sinh. Đây ạ, đây chính là phần nhà vệ sinh của ngôi nhà đây. Trên đây là một ô chờ để bình nóng lạnh rất là gọn gàng. Hệ thống sen tắm, bồn cầu, lavabo. Toàn bộ nhà vệ sinh này đã được ốp gạch 30-60 lên tới tận trần rồi đây mọi người ơi. Rất là đẹp. Và trong nhà vệ sinh này cũng thiết kế trần thạch cao, hệ thống đèn led rất là gọn gàng ngăn nắp. Mời mọi người theo em sang bên phía phần căn phòng ngủ. Đây chính là phía căn phòng ngủ mọi người ạ. Có nội thất và mọi người sẽ tưởng tượng là cái căn 30m thiết kế một tầng một phòng thì thiết kế nội thất như thế nào. Hôm nay đây chính là cái video rất đáng để xem mọi người ơi. Rất đáng để xem. Nội thất thiết kế, chủ đầu tư thiết kế rất là đẹp, rất là hợp lý. Đó. Hệ thống giường này, toàn bộ là một combo giường, tủ, bàn phấn, kệ tivi, kệ để đồ ở trong phòng đều cùng một chất liệu và cùng một cái màu sắc. Với cái tông màu trắng và tông màu nâu vô cùng nổi bật và vô cùng sang trọng trong cái ngôi nhà này, cái căn nhà này và cái căn phòng ngủ. Đó. Đây là hệ thống bàn trang điểm. Đây là hệ thống giường tủ với cái kích thước là 1m8, 2m mọi người nha. Và kích thước của cái tủ quần áo cũng là 1m8 nhân với lại 2m4. Mọi người ạ, đó, mọi người có thể nhìn cái kích thước tủ rất là hợp lý, rất là hài hòa. Từ vị trí giường ngủ đây vẫn còn một cái khoảng không ở đây. Đấy, và mọi người có thể nhìn thấy gạch lát nền ở trên tầng 2 cũng được thiết kế nó khác hơn so với tầng 1, xen kẽ giữa màu trắng, màu hơi trắng và màu đen kim sa, tạo nên là cái không gian nó rất là sang trọng mọi người ạ. Đây là phần để đồ đây này. Phần tủ để đồ đây rất là gọn. Tuy nhiên đấy, như mọi người hôm nay cái căn nội thất này em sẽ quay rất là kỹ. Với những khách hàng nào mà đang có ý định mua nhà hoặc đang có ý định xây nhà với cái diện tích tầm 30m, một tầng chia một phòng, thì cái cách phối đồ trong cái căn phòng ngủ nó như thế nào, đây có thể là một cái sự cân nhắc, một sự học hỏi đối với lại những người đang xem video của em nhé. Đây là phần kệ tivi. Đây mọi người nha, tông màu sơn toàn bộ là tông màu trắng, cửa sổ có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Đó. Đây. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều đã được thiết kế đầy đủ hết rồi. Trần thạch cao, đèn led tiết kiệm điện. Đổi màu đây, màu trắng dưới là màu trắng, ở trên là màu vàng, rất là hợp lý nha mọi người. Tủ quần áo thì rất là chắc chắn đó. Hệ thống cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa nhôm hệ Việt Pháp mọi người nha. Rất là đẹp. Và em mời mọi người lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà xem tầng 3 thiết kế có giống tầng 2 hay không. Với cái giá bán 1.550.000.000, căn nhà này có đáng để mua hay không? Khi mà sổ đỏ đã có đầy đủ rồi, cũng như là căn nhà đều đáp ứng được cái công năng sử dụng. Trên tầng 3, nhà vệ sinh cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người nha. Rất là rộng và đầy đủ về những cái thiết bị vệ sinh cần thiết trong một ngôi nhà, cần thiết cho một hộ gia đình sử dụng. Đó. Đây chính là căn phòng ngủ trên tầng 3 mọi người nha. Đấy. Chính là căn phòng ngủ trên tầng 3. Chủ đầu tư đã lắp gần như là rất chi tiết trong cái phòng này rồi. Và em ấy nhận thấy trong căn phòng này chỉ thiếu một chiếc điều hòa này và thiếu một chiếc rèm cửa nữa là ok, rất là ổn luôn. Rất là đẹp. Đó. Cửa tủ thì là cửa kéo, cửa lùa mọi người ạ. Đây, rất là tiết kiệm diện tích. Rất là đẹp đấy, mọi người có thể nhìn thấy tủ quần áo không? Rất là rộng với cái kích thước là 2m2 và 2m4, rất là hợp lý. Giường thì là 1m8, 2m. Quá là hợp lý luôn. Đây đầu giường thì là chủ đầu tư có thiết kế này. Để đầu giường này, ở đây có thể là treo bức tranh, bức ảnh gia đình này.
Toàn bộ trần thạch cao cũng là đều thiết kế này. Đây là kệ tivi này. Đó. Như vậy với cái diện tích 30m mà một tầng chia một phòng thì theo mọi người có thấy hợp lý hay không? Nếu như mà mọi người mà cảm thấy cái căn nhà này có cái gì đấy chưa hợp lý thì mọi người có thể để lại comment ở phía dưới nhá. Mời mọi người theo em lên trên phía tầng 4 của căn nhà. Đó, toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang là được thiết kế là gỗ lim từ tầng 1 lên tầng 4 mọi người nhá. Đây chính là phần tầng 4 mọi người ạ. Với căn nhà đây lên trực tiếp tới đây cái mọi người nói thấy khác không ạ? Rất là khác. Khi mà không có đồ vào thì cái căn phòng nó rất là rộng luôn. Hiện tại lên tới căn tầng 4 này đã có 3 phòng ngủ rồi mọi người nhá. Đó. Và gạch lát nền đây mọi người có thể nhìn thấy gạch lát nền này là dùng cho tất cả tầng 2, tầng 3, tầng 4. Có tầng 1 thì đặt kích thước gạch là gạch 60-60, lên trên đây thì là gạch 50-50 lát chéo mọi người ơi, cho nên nhìn nó rất là sang. Trên tầng 4 cũng còn một nhà vệ sinh nữa mọi người nha, nhưng chủ đầu tư thì là sẽ để cho chủ mới nếu như mà có nhu cầu lắp đặt thì là sẽ lắp. Và tiếp theo xin mời mọi người hướng theo em lên phía sân phơi của ngôi nhà này. Với cái thiết kế rất là đặc biệt, rất là khác biệt so với một số căn mà em ánh thường xuyên quay gửi tới quý khách hàng, thì đây chính là phần sân phơi mọi người nha. Rất là rộng, cơ chế mở rất là thoáng, hợp lý, đều đã được chủ đầu tư thiết kế một cách tỉ mỉ. Đây chính là phần sân phơi đây mọi người ơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà đấy. Nhìn mọi người có thể nhìn xung quanh này, rất là nhiều nhà, tòa nhà cao tầng cũng như là dân cư đông đúc. Nếu như với cái căn nhà này thì em đã nói gần như là chi tiết toàn bộ để cho mọi người biết rồi. Nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin hơn nữa về căn nhà này, về một số căn nhà khác, vị trí khác và giá chào bán bên em hiện tại căn thấp nhất là 1.300.000 đồng mọi người nhá. Nếu mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì có thể vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em nếu như mà thấy hay thì bấm vào like để ủng hộ em, cũng như là bấm đăng ký kênh, nhớ nhấn vào nút chuông để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.